quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa xong lượt 1, lượt thi đơn ca của 4 thí sinh vòng chung cuộc Tiếng Hát Mãi Xanh 2015. Tiếp theo đây là phần xuất hiện tham gia của một ca sĩ mà có thể nói trong suốt 5 mùa vừa qua Tiếng Hát Mãi Xanh thì đây là lần đầu tiên ca sĩ này tham dự. Và thưa quý vị, ca khúc mà cô chọn lựa để thể hiện trong đêm thi ngày hôm nay cũng là một ca khúc rất đặc biệt, thay cho lời kính nhớ một người quen rất quen và thương rất thương của khán giả Tiếng Hát Mãi Xanh. Đó chính là nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với ca khúc Quảng Nam Yêu Thương. Và chúng mời ta quý vị hãy chào đón ca sĩ Mỹ Tâm. Quảng Nam chưa đi đã nhớ, chứ em nói đậm đà
Xin được cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm về một bài hát vô cùng đặc biệt. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Phan Anh Điểu và xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị dành cho ca khúc vừa rồi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Mỹ Tâm vì ca khúc đặc biệt và cô cũng đã hát trong một dịp rất đặc biệt ngày hôm nay.